Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chặt một cây chuối, một bụng chuối ở sau vườn. Và bây giờ chúng ta tiến hành chặt nào. Xin chào tất cả các bạn, cây chuối này đã chín bói ở trên cây rồi và có những quả rất là ngon. Và đây các bạn xem này, những con chuột rất là thông minh, nó thấy chuối chín cho nên là nó ăn hết hết luôn rồi. Chúng ta sẽ đi vào nào.